con đường Vàng Kiếp, con đường ẩm thực của quận Bình Thạnh đây. Chúng ta đang ở phường 3 quận Bình Thạnh. Và địa điểm mình đang đứng có rất là nhiều quán ngon tại đây. Bánh canh mà tôi rồi chẳng hạn. Và tại số 23 Vàng Kiếp. Đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bún cá Nha Trang Phúc Long cực kỳ ngon tại khu vực Vàng Kiếp Bình Thạnh. Phúc Long đây, đứng luôn đứng trong bếp và làm rất là trẻ. Của mình là bao nhiêu tô ạ? Bún cá nhiều loại, 30, 35, 40, 45. Dạ. Là bún cá với bánh canh và cá. Bánh canh và cá nữa. Giá cũng na ná như nhau đúng không anh? Dạ, cũng như nhau. Điêu cua biển đây các bạn, là dùng cho món gì đây anh? Là dùng trong bún thập cẩm. Bún thập cẩm. Ừ. Còn đây là đầu cá. Đây là cá gì đây anh? Đây là cá cờ. Cá cờ đây. Đây là cá cờ phi lê được luộc sẵn đây. Và chả cá. Ở phía dưới cũng có rất là nhiều cái nguyên liệu của món bánh canh và món bún cá đặc biệt ngon của Nha Trang tại đường Vàng Kiếp. Đây là trứng cá nè, lòng cá nè. Cá chả được làm theo công thức riêng của gia đình. Và cả những cái phần thịt cá phi lê rất là to được hấp chín sẵn. Hay là gan cá, rồi trứng cá đúng không anh ha? Ừ. Và trứng cút. Trứng cút. Cà chua được sắc mỏng. Và sứa. Ăn cũng cá, ai biết món sứa này. Đó. Và để ăn với lại bún cá thì có kèm theo món bún cá với bánh canh đường đường là có. Người sẽ còn thích ăn kèm với bánh mì thì quán còn có bánh mì sẵn luôn. Lên đường trước anh quay cái gì
đây là những cái tô được chuẩn bị sẵn cho những cái khách tới ăn. Mỗi giờ chiều về thì khách nó đông nên là thường hay là mình chuẩn bị nguyên liệu trước, bún và cá và chả cá hoặc là rau được làm trước, khách vào có thể phục vụ cho nó kịp. Anh ơi, anh tên gì ạ? Tên Hậu. Mà sao quán mình tên là Phúc Long anh? À, anh đang chuẩn bị bún cho những cái tô uống cá với của anh. Quán mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? Từ 3 giờ chiều tới 12 giờ tối. Giá bình quân của một tô ở mình là bún cá bánh canh là bao nhiêu tiền ạ? Bình quân là 30.000. Dạ, rồi. Theo khách ăn thêm thì tùy theo là 35, 40. Yeah. 45 thì theo gì? Tùy theo cái cách khách gọi, đúng không? Đúng rồi, khách gọi khách. Người Nha Trang luôn chứ phải không anh ơi? Người Nha Trang luôn anh ơi. Anh ở Nha Trang, anh ở khu nào ạ? Ở dưới làng Chục Cầu Đá. Là cảng Cầu Đá đó phải không anh? Dạ, đúng rồi. Khách gọi bún cá, đứng trong bếp. Cứ 3 giờ dọn ra là bán tới 12 giờ đêm. Anh Hậu, ở Nha Trang nhà mình, gia đình mình có ai bán bún cá không? Không, nhà mình không ai á. Dạ, anh đi học nghề rồi mở quán đúng không? Dạ, đúng rồi. Mỗi tô được gồm chả cá, cá tươi, trứng cá, trứng cút và cả riêu cua biển nguyên chất, cùng những cái thành phần lòng cá, đồ hạt và sứa sẽ tạo nên một cái món bún cá ngon, chuẩn vị Nha Trang. Bất kỳ ai cũng đi Nha Trang cũng thích ăn. Những cái rau hỗn hợp, xà lách hoặc là ốc chuối, rau quế đồ này nọ để mà ăn cùng với lại bánh canh đây, với lại bún cá Nha Trang đây. Được đầu chiều ra rau rất là tươi. Những vị bún và cả vị bánh canh để cho khách mang về được chuẩn bị sẵn. Những cái vị mắm này và gia vị, và bên trong là những cái tô bún cá và những cái tô bánh canh được chuẩn bị sẵn để chờ khách cá nhé. Bún cá Nha Trang Phúc Long tại dàn tiếp đây các bạn. Thì bên kia sẽ là cái nồi súp, nồi nước bún cá với lại bánh canh đó, và thầm rất là nhiều xương cá nữa, là cho ra một cái nước súp mùi cá của miền biển rất là đặc trưng. Cái công thức gia truyền của vợ chồng anh Hậu, và bên cái tủ kính nhỏ nhỏ thế này đặt rất là nhiều nguyên liệu, nồi súp của món cá, món bánh canh luôn. Rất là nhiều củ cải dứa trong này. Cái bì đây là cái bì gì đây em? Để một cái xương cá với lại cái xương nước bèo của anh. Xương cá mình hầm cho ra cái nước Nước mình lấy là chỉ bớt ra thôi, chứ không phải là cái lộn cộng cái xương. Nhưng mà nước này cũng là cái nước mình luộc cá luôn, mình hấp cá luôn chứ phải không? Dạ đúng rồi. Cách gọi là anh sẽ đứng trong bếp, anh cho ảnh múc và làm khoảng 30 giây là khách sẽ có một cái tô bún cá thật là ngon để mà ăn nóng hổi, cực kỳ chất lượng. Vâng em ơi. Đây là những người nhà phụ với anh Hậu đây. Và đây là cái sảnh ngồi để khách ngồi ăn bún cá và bánh canh. Một ngày mà để chuẩn bị bán thì mình đi chờ hoặc là hàng rồi mình lấy, mình phải chuẩn bị từ khi nào anh Hậu ha? Dạ, hàng từ chiều mình mới bán, thì mình chuẩn bị từ sáng sớm, sáng khoảng 8 giờ, 9 giờ là mình chuẩn bị nước lèo với tất cả với nguyên liệu. Nguyên liệu là mình lấy từ Nha Trang, từ nhà mình ở cảng Cầu Đá Nha Trang vô luôn với phòng anh Hậu. Dạ đúng rồi, nhà ngoài đó có mấy bà dì mới đi ghe biển nữa. Tất cả các nguyên liệu như cá rồi sứa rồi ngoài đó là nhập hoàn toàn ngoài Nha Trang vô quán để bán. Đang mà ở cảng đây là gia đình cũng có truyền thống là đánh bắt cá chứ đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi anh. Đây là cái bảng giá của bún cá Nha Trang tại đường Vàng Kiếp đây. Là bún chả chả cá thì chỉ có 30.000, bánh canh chả cá cũng 30.000.
bún xá, bún sứa, chả cá hoặc là bún thập cẩm thì giá 40-45. Đó, ở đây có nước sâm nhà nấu, nước rong biển và cả nước ngọt nữa. Chị Phương, thì cho em hỏi là cái điều gì để tạo nên một cái tô bún cá ngon mà được mọi người ưa chuộng ở cái đường Vàng Kiếp này ạ? Dạ thì hai vợ chồng em cũng người miền biển á anh. Mà đúng, thông thường á người Nha Trang luôn hả chị? Dạ, cái nguyên liệu á, đồ ăn ngon là do cái nguyên liệu nó tươi ngon. Thì nhà em ở ngoài đó là cũng làm bánh cá á. Thì em nhờ người nhà cung cấp nguyên vật liệu tươi vô trong này. Chuyển vô hàng ngày? Dạ đúng rồi, nhờ cái nguyên liệu với lại ở nhà có làm cái công thức nước mắm chấm đồ ăn thêm á, là công thức gia truyền ở nhà, cho nên người ở đây người ta thích cái nước mắm đó với lại công thức nấu ở nhà nữa. Còn phần đó là em ở xa vô đây thì kiếm một cái quán bún cá mà đúng hương vị như ngoài đó thì rất là khó, nấu không có giống ngoài mình, mà khi mình là người đi nấu nữa thì hai vợ chồng mới lên cái ý tưởng là nấu. Đây cũng phải tàu cũng hồi nhỏ mà có một cái giá thì nó cố gắng phát triển hơn bây giờ. Phường là chủ quán vừa tâm sự với chúng ta. Khách ở đây đông nên là gia vị với lại bún rau nếu mà khách mua về phải chuẩn bị sẵn. Những cái tô bún cá luôn được chuẩn bị những cái nguyên liệu giống như là chả cá, cá, trứng cá và những cái nguyên liệu cần thiết cho một tô bún cá ngon sẵn. Khách vào chỉ có múc nước nhân thôi, nước lèo thôi. Ngồi chơi đi, bác muội đang về. Ủa mấy cái dây thun mới chưa rồi. Mới một nắm rồi mà. Bảy mốt để. Lấy cầm dây thun nhớ còn. Cá bún và cả gia vị nữa đó,
có thêm miếng cà chua thì ăn kèm sẽ có là đồ rau hỗn hợp. Ở trên bàn luôn có muỗng nĩa chanh ớt để sẵn. Và thường thường người Nha Trang hoặc những người vùng biển sẽ ăn kèm cái món bánh canh với lại bún cá là những cái gia vị rất là cay, như bún bún cá với lại bánh canh thì thường thường có nè, muối hải sản nè, mắm ngọt nè, mắm mặn nè, mắm ớt mặn nè, cái này là mắm tôm đây, ớt xay và cả hành năm chu cây nữa. Đó, nó tổng hợp lên một cái món đặc trưng của vùng biển. Thế nào con? À lâu lâu ăn lần thành ra cũng không biết giá cũng trung bình. Nếu một tô như vậy mà 30-35 ngàn thì cô thấy là mắc hay rẻ? Dạ. Ngon anh. Ngon không? Thấy cái đồ có tươi không? Thì mình ăn một tô như thế này mà giá 30-35 thì bạn thấy mắc hay rẻ? Trên những cái bàn nhựa này được rất là xếp, được xếp rất là ngay ngắn ở trên cái lề đường dàn kíp để ăn cho mát, và trên có mấy che mưa che nắng.